Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà thuốc Thái Dương sẽ giới thiệu tới mọi người một cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe Aquadrin. Aquadrin có thành phần cấu tạo là vitamin D3 với công dụng là bổ sung vitamin D3 cho cơ thể, giúp tăng cường hấp thu canxi cho cơ thể, hỗ trợ giảm nguy cơ còi xương ở trẻ em. Đối tượng sử dụng Aquadrin là dùng cho người có nguy cơ thiếu vitamin D, còi xương, thấp còi, suy dinh dưỡng, thiếu canxi do kém hấp thu. Cách dùng: trẻ em trên 2 tuổi mỗi lần uống từ 1 đến 2 giọt, uống 2 lần trên 1 ngày. Trẻ em dưới 2 tuổi ngày dùng 1 đến 2 giọt, uống 1 lần trên 1 ngày. Đối với người lớn và phụ nữ có thai đang cho con bú thì dùng 2 lần, mỗi lần 3 giọt. Các bạn có thể mua sản phẩm Aquadrin Vitamin D3 trực tiếp tại nhà thuốc Thái Dương để được tư vấn thêm, hoặc là đặt hàng qua số điện thoại 0945 091 489 để được giao hàng tận nhà. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.